Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện cầu đệ tử đắc bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Nhật tăng huy kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Trời hiệu Phật này gì đà ngự trước tòa lưu ly bảo điện, Phật Thích Ca ứng hiện dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn ý, đức tòa thị ngai vàng sơ sơ ơi phóng hào quang ý, rực rỡ vân niên đi.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng. Thiên đình
Quán Thiên Công Chúa Quế Quỳnh đôi bên, hội Quỳnh Tiên khăn điều, áo thắm trốn quảng ngàn, nội cấm vào ra còn môn tứ vị vua bà, công đồng thánh mẫu tam tòa, chúa tiên đền Sầm Sơn, địa tiên vương mẫu đền Sầm Sơn, thờ địa tiên vương mẫu chốn phủ dày, nổi dấu thiên hương tình mời, thánh mẫu đệ tam Xích Lân Long Nữ ngự đền y thoái cung. Hoàng tử ơi, tuần sắc rồng chấn thủ năm phương, quản cai sơn hải đại sang, đông cuồng tuần quan thường ngàn tối linh. Dạ hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp, ngày đại an giờ đại cát tại Y Phu Mẫu Bay Ninh Từ. Đây, Thanh Đồng con xin phép Phật Thánh, xin phép Tam Tòa Thánh Mẫu, Tứ Phủ Thánh Tiên, các giá hội đồng, để đến giờ con xin vào Bắc Ghế Hầu Thánh để chứng đàn, chứng lễ, để khai đàn mở phủ cho Tân Đồng con Hoàng Thị Hà, bản mệnh sinh ngư Ất Sửu Liên Hành Canh 36 tuổi, được canh đàn Chu Viên. Thế lời đầu tiên thì cũng xin phép Pháp Sư xin phép văn đàn tiếng hát Tây Quỳnh Tây Quế các thanh đồng đạo quan dân thôn Bản Hạt để trợ duyên tiếp phúc cho thầy trò con được khanh đàn khóa lễ A-di-đà Phật ạ. Mời tao tòa kính thay
mẫu tiên tôn thỉnh bà mẹ mẫu đệ tam thánh tiên ngọc hồ thần nữ anh linh giang đồng a di đà phật trên đan đài ngàn đầu nhịp linh dương ra du từ mẫu nương ngô ngâm quả đồi cát tân nương chi tâm tìm phương nhật chu biến thập phương làm mô nhang cũng sang bồ tát ma tát ma mô nhang quân thần ứng đạo trần triều văn võ quân thần an ninh tông gia ân thần thánh nhân bài dâng cho đời chân thì mơ tốt quá lại lần chân trắng trần gian ngoài hùng lục chi thân
nhân phẩm. Sai binh bộ binh tùy sai quân tùy kéo đi
âm âm ở bàn chân ở phương đông. Đó là sứ hồng trần gian, đó là sứ hồng trình chút công đồng. Phật thanh chứng minh đệ tử con lại có sứ lên trình. Đôi chú trường sinh phê cho, đôi chú trường sinh cửa nhà phú quý khang linh. Thọ trường phê cho dung bạch đôi đường. Trời kêu thế
quy ra lâm thiệt thần làm mưa nổi gió quán mình chiếu đàn duyên la thích tang cung giang kim phùng hoàng lân tần thánh chúa chế trung vương đà la thật giả ân từ vì các chúng sinh vô can nền kinh lấy dòng nhan thập cửa rửa giải quang chiếu đền trung không từng tình như nay điểm
khai cái thần niệm thần nhờ chín quang minh thái tổ thủ minh văn khai nhi nhi tinh thành khai tâm tâm hoàn tỷ khai tốc tốc bồ hành giống nhan thập cờ diệu giải thoát chiếu hình nhân dòng nhan sai quang thập cờ diệu quang minh chứng đàn duyên đá tích tăng cung đàn kim phụ kéo cầu quan lúc về người bờ phụ kéo cầu đồ cho đệ tử quan cầu bình an qua cầu quan cho qua cầu đồ cho đệ tử vào dòng quần tiên chân lính nhận đồng quan lớn về người chân lính nhận đồng khăn đen quan bỏ khăn đỏ quan trao quan về chân lính nhận đồng soi tâm quan lớn về người bắp vỏ soi tâm soi thần soi tính soi cho thanh đồng chứng rồng này nảy ra rồng che thức trầu cao dâng lên che thức dâng lên quan về tấu đối để chép biên do ràng đổ cho ra chủ tình nâu hết bụi trần quan đến về người nâu hết bụi trần thánh cao rồi lại mười phần thanh cao tay hết bụi trần nước tiên tay hết bụi trần thánh cao rồi lại mười phần thanh cao lập cho đồng quan lấy về lấy lập cho đồng gấp nương cấp thực cho đồng giàu sang sổ sách trong tay quan lấy về người sổ sách trong tay ghi tên chép họ cho người trần gian làm tôi để từ con lại cắt tóc làm tôi trên theo Phật thay dưới con theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai xe quạt khai đàn quan lớn về người xe quạt khai đàn quạt đi nghiệp chướng cho đồng bình an soi sáng trải chuốt cho đồng quan đến về trải chuốt cho đồng trải đi nghiệp trường cho đồng bình an soi sáng cho đồng quan đến về người soi sáng cho đồng bộ cho đệ tử đời đời sạch trong mà
giữ cái hồ quan đến về người mở xíu cái hồ tìm ra được thấy ở dòng suối tên nước thầy lấy ở trên non thăm cho trên phía sạch trong bụi trần. Trên non nước này lấy ở trên non chảy qua sông Đại qua dòng thác con nước này lấy ở trên non tưới cho cây lộc bốn mùa tốt tươi bốn mùa kết trái ra hoa. Cờ rêu quang minh chiếu đàn duyên la tít tăng tung vang kim phục hoàng lân cận thánh chúa trên trung vương. Mà phù kéo cầu quan lớn quê người mở phù kéo cầu đồ cho đệ tử qua cầu bình an. Linh nhân đồng quan đến về người châm linh nhân đồng gắn đen quan bò gắn xanh quan trao quan về châm linh nhân đồng. Soi tâm quan đến về người bắp vỏ soi tâm, soi tâm soi tính, soi cho tay đồng chứng rồng lại lại ra rồng. Trà thuốc dân gia quan đến về người trà thuốc dân gia đổ cho đệ tử đời đời bình. Cho đồng quan lớn về ngày lấy lộc cho đồng cấp nương cấp thực cho đồng giàu sang. Lau hết bụi trần quan lớn về ngày lau hết bụi trần thấy cao rồi lại người phần thanh cao. Trong tay quan lớn về người sổ sách trong tay chữ đen quan bò chữ đỏ quan phê phê cho đôi chữ trường sinh. Tay ép bụi trần nước tiên tay ép bụi trần thánh cao rồi lại người phần thanh cao. Trải chuốt cho đồng quan lớn về người trải chuốt cho đồng trải đi nghiệp chướng cho đồng bình an. Soi sáng cho đồng quan lớn về người soi sáng cho đồng soi cho đệ tử đời đời sạch trong. Khai đàn quan lớn về người xòe quạt khai đàn quạt đi nghiệp chướng cho đồng bình an. Cắt tóc làm tôi để tùy con lại cắt tóc làm tôi trên theo Phật thanh dưới con theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai. Mở giữ cái hồ quan lớn về người mở giữ cái hồ tìm ra được thanh ở dòng suối tiên nước này lấy ở trên non chảy qua sông Cái qua dòng thác con nước này lấy ở trên non tắm cho trên phía sạch trong bụi trần nước này lấy ở sông Ngân.
ngân nước này lấy ở sông Ngân tắm cho cây lộc bốn mùa tốt tươi bốn mùa kết trái ra hoa kết trái ra hoa đủ bốn mùa kết trái ra hoa trồng lên cây đứng quả thời quả nhân Nếu
chơi hoa cúc hoa quỳnh, hoa nam hoa huệ tứ kỳ bạch loài. Ba câu ca tùng trên diều đào, trên chú có trên anh lay tìa nhàn gió mát chân thay, đàn ta sao thổi vây quanh mây sập sông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chân đính nhận đồng
soi tâm quan lớn về người bắp vỏ soi tâm soi tâm soi tính soi cho thanh đồng chứng rồng ngày lại ra rồng. Lớn về người trẻ thuyết dân ra đồ cho đệ tử đời đời vinh hoa. Cấp thực cho đồng quan lớn về người cấp thực cho đồng cấp nương cấp thực cho đồng giàu sang. Nấu hết bụi trần quan lớn về người nấu hết bụi trần là thanh tân rồi lại tuổi phần thanh tân. Soi sáng cho đồng quan lớn về người soi sáng cho đồng mà soi cho đệ tử đời đời sạch trong. Sách trong tay quan lớn về người sổ sách trong tay chữ đen quan bỏ chữ bỏ quan phê phê cho đôi chữ trường sinh. Cắt tóc làm tôi đệ tử còn nay cắt tóc làm tôi trên và tay dưới con theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai. Tay hết bụi trần nước tiên tay hết bụi trần thanh cao rồi lại người phần thanh cao. Soi sáng cho đồng trải chuốt cho đồng quan lớn về người trải chuốt cho đồng trải đi nghiệp chương cho đồng bình an. Soi sáng cho đồng quan lớn về người soi sáng cho đồng mà soi cho đệ tử đời đời sáng trong. Xòe quạt khai đàn quan lớn về người xòe quạt khai đàn quạt đi nghiệp chương cho đồng bình an. Mở giếng khai hồ quan lớn về người mở giếng khai hồ tìm ra nước thanh ở dòng suối tiên nước lại lấy ở trên non. Lấy ở trên non nước này lấy ở trên non tắm cho chín phía sạch trong bụi trần nước này lấy ở sông Ngân. Lấy ở trên non nước này lấy ở trên non chảy qua sông Tai qua dòng thác con nước này lấy ở trên non tưới cho cây lộc bốn mùa tốt tươi bốn mùa kết trái ra hoa.
Bồ Tông được thao bẩm dung diện mạo hương nghi hào ngôn trung trinh Qua đại
dài sông Thao con sông Cà kéo quân về người đọc ngã ba tranh khi sông Cà đã thoát tập tay thương ở phố đục lại đẩy đàn thành chơi mà đoàn tiệc rồi về nơi thoại phủ đóng cần đài
duyên mười phương trên trời dưới đất. Sông ngân hà điệp điện hàng nghề tinh tú bay ra ngang trời.
bóc vỏ soi tâm quan đến về người bóc vỏ soi tâm soi tâm soi tính soi cho thành đồng chứng rồng nay lại ra rồng che thuốc dân ta quan đến về người che thuốc dân nên đổ cho đệ tử đời đời bình yên lấy lộc cho đồng quan đến về người lấy lộc cho đồng gấp nương gấp thực cho đồng giàu sang hướng thượng cao hết đôi chân là thanh cao rồi lại mười phần thanh cao sổ sách trong tay quan lớn về sổ sách trong tay ghi tên chép họ cho người trần gian soi sáng cho đồng quan đến về người soi sáng cho đồng là đồ cho đệ tử đời đời sáng trong trải chuốt cho đồng quan đến về người trải chuốt cho đồng là trải cho đệ tử đời đời bình an soi sáng cho đồng quan lớn về người soi sáng cho đồng là soi cho đệ tử đời đời sáng trong xe quạt khai đàn quan lớn về người xe quạt khai đàn quạt đi nghiệp chướng cho đồng bình an mà giữ cái hồ quan lớn về người mở xíu cái hồ tìm ra nước thanh ở dòng suối thiên nước lầy lấy ở trên non cho chim viên sạch trong bụi trần nước lầy lấy ở sông Ngân lấy ở sông Ngân nước này lấy ở sông Ngân tưới cho cây lộc bốn mùa tốt tươi bốn mùa kết trái ra hoa kết trái ra hoa đủ bốn mùa kết trái ra hoa trồng lên cây đức qua thời qua nhân làm tôi để từ con cắt tóc làm tôi trên theo Phật thanh dưới con theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn xa Nam phu gia chiên nhang nam phu
thương người đau nay rồi chỉ tà sai binh bộ binh tùy binh bộ binh tùy tà sai binh bộ binh tùy hiếu sai cân thủy kéo đi ầm ầm cờ vàng chấn ở phương đông phương đông lá cờ xanh chấn ở phương đông phương tây cờ trắng bắc phương cờ vàng phương nam có lá cờ hồng thảo hiền
nhân tích được nghe toàn chất biển đã rõ ràng. Sơn hoàn thanh gia lớn liệt tung hoành ra ngoài, lớn liệt tung hoành chư ta sát na quỷ nên danh sai chuyện nhà lao phê sai tạm tiền chư tướng người đáo lại đồ chỉ tà sai binh bộ binh tùy binh bộ binh tùy tà sai binh bộ binh tùy hiểu sai quân tùy kéo đi ầm ầm ở bàn chân ở phương đông chân ở
hát cờ xanh chấn ở phương đông, phương tây cờ trắng bắc, phương cờ vàng phương nam con lá cờ hồng. Thank you.
khắp miền duyên hải, sông chảy nước đông. Còn níu truyền thăng
ông ngoan khuất vì đời, nhưng không nối đạo khắp bốn phương xa gần đều biết quan ơn tuần người đã dạy thần tư cửa sông đâu đó vùng tờ đi gian này nối ngôi đền thờ thuận trắng trên mặt ngát đôi nông châu hồ lầu hồng mang ra hồi mau đầu
đông quang dương rơi tí tách tiếng gió chiều xào xạc năm cánh dê kêu đồi núi vắng tanh
trong tay ý nghĩa.
trầu mới ban ra bốn phương ngồi họp để ta tháng ngày ban cho tiền tôn lụa dày đồng lòng cho lắm về đi càng nhiều ban cho đồng giải nhất những gian nhiều
cày. Cho thêm cánh phượng thì phải dâng ngay thuốc lào, cũng có khi khiến lứa cả cối đào. Cao non thì cả quả có thuốc nào cả phong ý. Thank you.
tâm tu dưỡng mới ăn chay liền tài cứ vận thường vào sớ đang mua hạt tại nơi thành bàn.
bát âm xanh tiền sao nhị yến tiệc bày bạch nhất vị cung nương cùng văn chào mừng mê đầu cung nương lại gần xa cho đồng chầu bà cành băng ám thanh tam tai ngũ nhạc vẫn còn đi trao vẻ cốt cách thanh tân điều điều tán trai lừa hắn đồng đội đầu
tung cánh về châu động thiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng